chuẩn bị hội nhập này. Đấy, còn tất cả bước đây đúng không? Anh muốn xóa tất cả ở đây này, xóa tất cả nhá, xóa tất cả nhá. Xóa đi, xong rồi đúng không? Xong tiếp theo đây đúng không? Đây là đặt tên của chương trình đấy. Bắt buộc phải đặt tên à? Vâng, có tên thì ra ngoài kia anh mới nhìn được. Xong rồi đúng không? Enter xong enter này. Enter. Đây là anh đặt giá trị của x, bước của x ấy. Đây đúng không? Vâng, thì anh muốn cân giá trị bao nhiêu là anh nhập vào đấy nhiêu. Cái này xong rồi đúng không? Cái này anh muốn nhập tiếp nhập này anh ra ngoài, rồi ra ngoài luôn. Cái này là buổi tối ra ngoài đi à? Vâng, đây là hôm. Cái này là quay lại đúng không? Quay lại. Cái này xong rồi đúng không? Rồi anh muốn đây là chương trình vận động rồi. Còn anh muốn chạy lấy chương trình lúc này anh mới nhập ấy. Còn cái chỗ đây này. Đây lúc này anh mới nhập được ra rồi đây. Anh muốn chạy rồi, bây giờ anh muốn chạy chương trình này ra, anh làm cho tác rồi cho nó chạy. Như này là chạy đây đúng không? Đã chạy rồi, này là chạy rồi. Họ anh đấy là anh chỉ lấy chương trình này thôi, còn anh muốn nhập lại là anh phải vào đây. Một show bao nhiêu anh nhập vào đây. Được rồi, được rồi. Cái nhảy mấy nhỉ? Cái đạn khoát kia nó hơi nhảy. Cái này sẽ tác được xong không? Anh muốn dò thì anh qua bằng tay này. Đây không không để anh làm tự động, anh làm tự động. À, anh làm tự động. Đây, bây giờ là cái chuyện này đúng không? Một vài cái bóng này anh. Vâng luôn được, để bảo vệ thôi, tùy anh thôi. 3 ngày nổi ngay ra mà đéo hôm nào anh gặp vợ chú nuôi thay màn hình mới đéo bằng anh bao nhiêu 1 năm à không gọi như sáu tháng ở 1 năm cứ 1 năm 3 tháng anh gọi sang màn hình mới thì mai thằng nào 3 tôm đây phát này hết thế này phát rồi thế chuyển nó xong rồi không đo cho mọi người không đo xong mình chuyển về đi nữa bây giờ 28 nó thành 90,5 thì em chuyển về đúng 28 anh này anh nhập đây nè bao nhiêu 90,5 anh nhập đây 90,5 thôi thế là nó về đúng à rồi tốt với nhau nhập vào đây đi đây 1 2 3 4 nhập chúng ta nhận người ra rồi đúng không được chưa mà tự về à để đây nhé, anh nhấn thử cái có đúng hay không nhé. Chứ nó xảy ra sai số thì mình thường chưa làm như thế đúng không? Nếu mà xảy ra sai số anh chỉnh luôn đấy như thế. Mà mình thử sai số trực tiếp luôn. Vâng. Anh chơi như kiểu
để anh thông chừng.